Đồ gỗ nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2019. Clip này nhân xin trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế Oa hộp đầu voi tay hộp được làm bằng chất liệu gỗ mun hoa da báo của Lào, chọn phần vô cùng đặc sắc, và là hàng này hàng đặt theo yêu cầu của một bác khách hàng ở bên Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và hôm nay chúng tôi vừa mới chuyển từ cơ sở 1 về, chuyển xuống Hải Phòng để giao cho khách hàng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đây, chúng tôi vừa mới bốc hàng xuống, bộ ghế rất là to, một bộ ghế đi một chuyến xe thì bộ ghế này rất to, rất là rộng, rất là khủng, to nhất từ trước đến giờ chúng tôi làm. Bộ gỗ mun hoa da báo bằng chất liệu là gỗ mun hoa nhập khẩu từ Lào, gỗ mun cao cấp nhất của các loại gỗ mun. Toàn bộ ván mặt là dày 2 phân, vách tựa lưng cũng dày hơn 2 phân, chân 12, cột 12, dày 7, rất là khủng. Và toàn bộ cái cùi tay này là nằm liền. Thường là các phần các cái bộ hương Nam Phi trước của Thái Luân tôi làm cho này là chắp, như các cái mun ta này tôi làm liền luôn, làm liền rất là đẳng cấp. Và vân hoa là vân hoa da báo, chọn vân vô cùng đặc sắc, đẹp nhất từ trước đến giờ. Đây là bộ mun Âu Á hộp gỗ mun ta, vách tựa lưng đục tay tư quý tổng cúc trung mai. Và cái bàn này, bàn rất là to, bàn rộng là 97 x 1m 67, bàn rất là khủng, và một cái đôn nối liền bàn cũng rất là to, rộng bằng bàn và cao bằng bàn, và hai đôn thấp để ngồi. Bộ này tất cả gồm có 8 món. Tất cả nó gồm 8 món. Một ghế dài, hai ghế ngắn, một đôn kẹp, một bàn trà và hai đôn để ngồi. Rất là khủng, rất hoành tráng bộ mun ta. Toàn bộ là làm hàng theo tiêu chuẩn hàng siêu VIP của Thánh Luân chúng tôi đã từng sản xuất. Và toàn bộ ván mặt là dày 2 phân. Khuôn tranh là dày 4 phân, chân vuông 12, và cột dày 7 phân, cột liền, rất là khủng, rất là đẳng cấp. Và đây là bộ đầu voi tay hộp, đây là đầu voi, đục đầu voi đục 2 ký lân, và bên dưới này gọi tay hộp, đục cá chép. Và ván mặt này dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân, tất cả đều được lựa chọn vân rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận. Ở ngoài bộ bàn ghế gỗ mun hoa ra, bác khách hàng còn đặt của Thánh Luân thêm một chiếc giường gỗ hụ, giường hồng mà chúng tôi đang hoàn thiện đây, đang để đây, giường hồng gỗ hụ, và một bộ bàn ghế mun Nam Phi nữa chúng tôi đang hoàn thiện tại cơ sở 1 chưa xong. Hôm nay tôi xong bộ mun hoa da báo mun của Lào trước, giờ sẽ bàn giao trước cho bác khách hàng ở bên Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chúng tôi vừa mới chuyển từ cơ sở 1 về, ngày mai sẽ bàn giao cho khách hàng tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Là quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu bộ bàn ghế Âu Hoa hộp đầu voi đẹp đẳng cấp như thế này, liên hệ ngay với đồ gỗ Thành Luân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ gỗ Thành Luân tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Là bộ này chúng tôi đang trưng bày tại cơ sở 2, tại 71, 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng, và sáng ngày mai sẽ bàn giao cho khách bên Thủy Nguyên. Toàn bộ là vân hoa da báo rất là đẳng cấp. Là không phải lúc nào cũng chọn được cái bộ vân gỗ nó đẹp và đẳng cấp như này. Chân 12, cột 12, dày 7. Bộ này gồm có 8 món. 8 món là có một ghế dài, hai ghế ngắn, một bàn to và một bàn trà, hai đôn ngồi và một đôn kẹp. Rất là khủng. Là quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bộ bàn ghế phòng khách mẫu tân cổ điển, mẫu hiện đại đẹp như thế này thì liên hệ ngay với cả đồ gỗ Thành Luân để được sở hữu những cái sản phẩm đẹp và đỉnh cao như thế này. Và chúng tôi đã có rất nhiều những cái mẫu mã đang trưng bày tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đây là bộ bàn ghế tay hộp đầu voi được làm bằng chất liệu gỗ mun hoa của Lào, chân vuông 12, và toàn bộ cái phần ghế kích thước dài rộng to cao hơn là phổ thông rất nhiều. Riêng cái ghế dài là 2m7, phù bì chỗ to nhất là 2m7, rất là to, rất là dài. Một cái ghế dài này phải tầm gần 10 người mới khiêng được, rất là nặng. Một ghế dài này nặng phải tầm hơn 2 tạ, nặng gần 3 tạ ghế dài, nói chung là rất là nặng. Toàn bộ là vân hoa da báo rất là đẹp, rất là đỉnh cao.
và bàn là có bàn hộp quan kéo, đôn cũng vậy. Và ngoài cái chất liệu gỗ môn hoa ra, Thành Luân còn sản xuất gỗ hương đá Nam Phi, hương vân đỏ Nam Phi và gỗ mun Nam Phi. Đây, chúng tôi đang hoàn thiện chiếc giường hoa hồng cũng của khách hàng ở bên Thủy Nguyên, giường hồng. Đây, chúng tôi đang có hai chiếc giường hồng tại cơ sở 2, đang hoàn thiện hai chiếc giường hoa hồng bằng gỗ mun ta. Và đây là giường hoa hồng gỗ vụ liền khối dày 8 phân đã được hoàn thiện xong phần cơ ni để chuẩn bị ngày mai sẽ bàn giao cho khách hàng tại Hải Phòng. Và các bác nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bộ bàn ghế gỗ mun âu a hộp đầu voi, tay hộp đục cá chép mà đẹp đẳng cấp như thế này, liên hệ ngay với Đồ Gỗ Thành Luân theo số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Đồ Gỗ Thành Luân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 ở Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Nếu quý vị nào muốn biết giá chính xác thì hãy nhắn tin qua Zalo, Viber hoặc là truy cập trực tiếp vào Facebook của Đồ Gỗ Thành Luân để xem và cũng như cập nhật những hình ảnh mới nhất chúng tôi up lên hàng ngày. Cũng như muốn biết giá chính xác vì giá nhiều bộ như có thể báo giá công khai nhưng nhiều bộ cũng không thể báo công khai được vì giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, không thời điểm nào nó giống thời điểm nào cả vì nó là đồ mỹ nghệ. Nên quý vị nào có nhu cầu thiện chí mua hàng thì hãy nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook, chúng tôi sẽ trả lời chính xác đúng thời điểm mình hỏi. Đây là bộ bàn ghế âu a hộp đầu voi, tay hộp vách đục tứ quý, toàn bộ được làm ở chất liệu gỗ mun hoa da báo nhập khẩu ở Lào. Chất gỗ này là mun hoa của Lào, mun hoa Lào là cao cấp nhất, chọn vân rất là đặc sắc, riêng cái mặt bàn là chắp đôi vân rất là đẹp, gọi là vân hoa, hiếm có tìm chọn được cái bộ bàn ghế âu á vân hoa da báo đẹp như thế này. Tất cả những cái vân hoa đẹp nhất hội tụ ở cái bộ bàn ghế này, đủ các sắc vân, vân hoa da báo, vân sọc, vân tăm, rồi là vân xanh, đủ các thể loại vân đẹp nhất hội tụ ở cái bộ bàn ghế âu a hộp đầu voi này. Chúng tôi tạo lên một cái bộ nó đẳng cấp, làm cho phòng khách nhà mình sang trọng, trông rất là sang trọng và hoành tráng. Và Thành Luân xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại khách trong những video clip sau.